Chào các bạn. Bữa cơm mùa hè chỉ cần vài quả sấu dầm mắm ớt giòn tan, cay vị ớt, thơm vị tỏi cùng với một đĩa rau muống cũng đủ khiến nồi cơm nhà bạn hết nhãn rồi. Vậy mùa sấu đang đến, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sấu dầm mắm ớt để dành ăn dần nhé. Và đầu tiên, nguyên liệu các bạn còn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau: sấu 300g sấu bánh tẻ, 300g nước mắm, 300ml nước mắm, 10g đường, ớt và tỏi. Đầu tiên, các bạn hòa nước mắm với đường cho tan, đặt lên bếp đun sôi, sau đó để nguội. Thêm đường vào nước mắm để phần nước mắm đỡ bị mặn quá, cũng như khi ăn không có cảm giác bị gắt. Và trong khi chờ mắm nguội, đem sấu đi rửa sạch, cạo bỏ lớp vỏ chát bên ngoài, khía sơ sấu thành 4 miếng, để nút ngâm sấu nhanh ngấm và ngâm vào một tô nước lạnh đã pha chút muối để sấu không bị thâm. Bước 3, đun một ít nước sôi sôi, sấu sau khi ngâm đổ ra rổ, lấy nước đun sôi đổ trực tiếp qua rổ sấu để trần qua, sau đó để sấu thật ráo nước. Lọ dầm sấu cũng tráng qua nước sôi để khô hoàn toàn, phần này rất quan trọng vì nó là yếu tố để chắc chắn sấu khi dầm không bị váng. Và tỏi bóc vỏ, ớt cắt thành từng lát. Khi lọ đựng sấu đã khô, sấu đã ráo nước, xếp sấu vào lọ, thêm ớt và tỏi vào, xếp xen kẽ tỏi, ớt để có thể ngấm đều cho từng quả sấu. Và cuối cùng là đổ phần nước mắm vào lọ khoảng 1 đến ngày là có thể ăn được rồi. Và yêu cầu của thành phẩm là bữa ngon như thế này, các bạn có thể nhìn. Và chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sấu dầm mắm ớt này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.